Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin tài chính thị trường của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Chính phủ giao Bộ Tài chính nghiên cứu đề xuất điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh trong tính thuế thu nhập cá nhân. Các đơn vị kinh doanh dịch vụ thương mại trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa mở cửa kinh doanh với thị trường hàng hóa khá dồi dào, phong phú, giá cả ổn định. Ngay sau đây sẽ là một số thông tin về tài chính thị trường chúng tôi vừa cập nhật. Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ vừa giao Bộ Tài chính nghiên cứu đề xuất điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh trong tính thuế thu nhập cá nhân để hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho đời sống người dân. Hiện nay, mức giảm trừ gia cảnh đang là 15,4 triệu, bao gồm giảm trừ cá nhân 11 triệu và giảm trừ người phụ thuộc 4,4 triệu. Nhiều nhận định cho rằng mức giảm trừ này là lạc hậu, bất cập trong tính thuế thu nhập cá nhân, khi chi tiêu vào cuộc sống ngày càng đắt đỏ, khiến chi phí sinh hoạt của người dân đội lên. Do đó, Chính phủ có yêu cầu Bộ Tài chính nghiên cứu đề xuất điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh trong tính thuế thu nhập cá nhân cho phù hợp. Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Tài chính nghiên cứu đề xuất các chính sách miễn giảm, gia hạn thuế cần áp dụng trong thời gian tới để hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho đời sống của người dân. Theo dữ liệu của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, thị trường chứng khoán đón hơn 125.000 tài khoản mới của nhà đầu tư trong nước trong tháng đầu năm nay, cao gấp 3 lần con số mở mới vào tháng 12 năm 2023. Trong số này có hơn 125.000 tài khoản mới thuộc về nhà đầu tư cá nhân, còn lại một phần rất nhỏ của nhà đầu tư tổ chức. Đây là mức mở mới cao nhất trong 4 tháng trở lại đây. Tính đến đầu tháng 2 năm 2024, thị trường có hơn 7,37 triệu tài khoản của nhà đầu tư trong nước, trong đó 7,35 triệu tài khoản của các cá nhân. Đối với khối ngoại, số lượng tài khoản mới mở trong tháng đầu năm là 187 tài khoản. Hầu hết cũng là tài khoản của cá nhân nước ngoài, còn tổ chức nước ngoài chỉ mở thêm 6 tài khoản trong tháng đầu năm. Số liệu từ Bộ Công Thương cho thấy, tình hình xuất khẩu của ngành dệt may Việt Nam trong tháng 1 năm 2024 khá khả quan, với kim ngạch xuất khẩu đạt trên 1 tỷ đô la Mỹ, đạt mức tăng trưởng 28,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong tháng 1, chỉ số sản xuất ngành dệt tăng 46,2%, sản xuất trang phục tăng 20,9%, sản phẩm vải dệt từ sợi tự nhiên tăng 57%, quần áo mặc thường tăng 25,8%. Dệt may cũng đứng vào top 4 ngành hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ đô la Mỹ. Kết quả khả quan trên được nhận định là nhờ sự phục hồi của các doanh nghiệp từ cuối năm 2023 khi đơn hàng dần tăng trở lại. Hiện các doanh nghiệp dệt may trong cả nước đều đang tiếp tục linh hoạt đa dạng mẫu mã sản phẩm, tìm kiếm kết nối thị trường đơn hàng. Năm 2024, ngành dệt may Việt Nam phấn đấu kim ngạch xuất khẩu đạt 44 tỷ đô la Mỹ. Giá vàng SJC ở trong nước đã tiến sát mốc 80 triệu đồng một lượng. Nhiều dự báo cho thấy giá vàng còn có thể biến động tăng cho đến sát ngày thần tài mùng 10 tháng Giêng âm lịch do nhu cầu giao dịch tăng. Hiện tại, giá vàng miếng thương hiệu SJC đang niêm yết quanh mức 76,7 triệu đồng trên lượng mua vào và 78,9 triệu đồng trên lượng bán ra. Giá vàng nhẫn đã xác lập kỷ lục ở mức khoảng 66 triệu đồng trên một lượng. Theo quan niệm dân gian, ngày mùng 10 tháng Giêng là ngày thần tài. Nếu giao dịch mua bán vàng trong ngày này sẽ đem lại nhiều may mắn nên nhu cầu giao dịch vàng trong những ngày tới được dự báo sẽ tăng cao. Nhiều dự báo cho thấy giá vàng trong nước ngày thần tài sẽ thiết lập kỷ lục mới. Trong bối cảnh hoạt động sản xuất kinh doanh còn đối diện với nhiều khó khăn, bước sang năm 2024, các đơn vị doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đều đang chủ động, linh hoạt, giữ ổn định sản xuất, tìm kiếm thị trường mới. Theo Sở Công Thương Thanh Hóa, tháng 1 năm 2024, hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã có bước phục hồi tích cực với mức tăng trưởng 43,48% so với cùng kỳ. Đến thời điểm này, nhiều ngành hàng như dệt may, da giày, thủy hải sản, xăng dầu đều đã có đơn hàng xuất khẩu ổn định cho quý 1 năm 2024. Tuy nhiên, hầu hết các dự báo đều nhận định thị trường hàng hóa quốc tế sẽ có tăng trưởng nhưng chưa mạnh. Tình hình dịch bệnh, xung đột chính trị, lạm phát tăng cao vẫn sẽ tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Do đó, tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục chỉ đạo các ngành, các địa phương, đơn vị triển khai quyết liệt các chính sách, chương trình hỗ trợ và thúc đẩy phát triển sản xuất công nghiệp. Bản thân các doanh nghiệp cũng đang chủ động linh hoạt nỗ lực sản xuất, tái cấu trúc hoạt động và tìm kiếm thị trường mới, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra. Năm 2024, Thanh Hóa phấn đấu giá trị sản xuất ngành công nghiệp tăng 14,9% trở lên. Hôm nay ngày 14 tháng 2 là ngày Valentine, ngày lễ tình nhân. Vào ngày này, mọi người đều sẽ lựa chọn những món quà ý nghĩa nhất để dành tặng những người yêu thương của mình.
Nắm bắt nhu cầu này, nhiều đơn vị kinh doanh đã đưa ra thị trường các sản phẩm hoa, quà tặng phục vụ Valentine với mẫu mã đa dạng, phong phú. Nhân ngày lễ tình nhân, anh Hòa ở thành phố Thanh Hóa tranh thủ đi mua quà tặng vợ. Cũng như nhiều bạn trẻ khác, anh lựa chọn hoa tươi và sô-cô-la làm quà tặng trong dịp này. Dạo qua nhiều cửa hàng, anh Hòa cho biết thị trường hoa quà trong dịp lễ năm nay khá phong phú với mức giá rất phù hợp. Năm nay thì các mặt hàng về Valentine thì rất là phong phú, đa dạng. Những cái mẫu mã nó rất là đẹp. Nhân ngày lễ tình yêu thì mình muốn dành cho không chỉ riêng vợ mà là gia đình của mình nữa, là những cái tình yêu chân thành nhất. Hoa tươi và sô-cô-la biểu tượng cho sự ngọt ngào trong lễ tình yêu là món quà không thể thiếu trong ngày lễ tình nhân 14 tháng 2. Năm nay, bên cạnh hoa tươi, các cửa hàng đơn vị kinh doanh cũng đã đưa về nhiều loại hoa sáp, các bó hoa trang trí với gấu bông kèm sô-cô-la và nhiều mẫu mã đa dạng với giá cả hợp lý, đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Năm nay thì Valentine lại trùng vào dịp Tết Nguyên đán cho nên là cái lượng hoa nhập về là đầu năm là có những cái hạn chế về xe cộ ấy, nhưng mà cửa hàng hoa tươi Cao Thanh Châu cũng đã rất là cố gắng để nhập được những cái số lượng hàng tươi mới nhất, thêm nhiều cái mặt hàng mới, năm nào cũng đạt cái chất lượng, số lượng và cái giá cả phù hợp nhất đến với người tiêu dùng. Thị trường quà tặng ngày lễ tình nhân năm nay không chỉ dừng lại ở các mặt hàng truyền thống mà đã mở rộng hơn với những món quà thiết thực có giá trị sử dụng cao như trang sức, mỹ phẩm, nước hoa. Để đáp ứng nhu cầu của mọi người, nhiều cửa hàng đã áp dụng phương thức mua bán online và ship hàng tận nơi, giúp cho các khách hàng có thêm kênh mua sắm thuận lợi. Trao cho nhau những món quà trong ngày lễ tình nhân, ai cũng mong muốn gửi gắm sự yêu thương, trân trọng đến với người mình yêu. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày đầu năm mới, nhiều đơn vị dịch vụ thương mại, siêu thị, chợ truyền thống trên địa bàn Thanh Hóa đã bắt đầu mở cửa kinh doanh trở lại. Ghi nhận trên thị trường cho thấy các đơn vị đã chuẩn bị hàng hóa khá dồi dào, phong phú, giá cả tương đối ổn định, đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng của người dân. Từ ngày mùng 2 Tết, hệ thống siêu thị này đã mở cửa đón khách. Không khí vui chơi, tham quan mua sắm rất sôi động. Hàng hóa tiêu dùng thiết yếu được cung ứng đầy đủ trên các quầy, kệ. Siêu thị cũng đã bố trí nguồn nhân lực tại các bộ phận để phục vụ khách hàng tốt nhất. Đầu xuân mình cũng đi siêu thị mua sắm, thấy giá cả thì rất ổn định mà. Siêu thị rất nhiều chương trình khuyến mãi. Hàng hóa thì đầy đủ mà cũng đa dạng và phong phú. Tinh thần làm việc của tất cả nhân viên thì đều vui vẻ, phấn khởi và mở cửa đón khách. Thì chúng tôi cũng mong muốn là mỗi năm là siêu thị Go sẽ đón được thêm nhiều lượt khách hơn. Siêu thị Go Thanh Hóa luôn cam kết là sẽ đem đến hàng hóa chất lượng, giá cả luôn luôn bình ổn để mang đến phục vụ cho khách hàng. Đến hôm nay, nhiều hệ thống nhà hàng khách sạn, hàng quán kinh doanh ăn uống, chợ truyền thống trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cũng đã mở cửa trở lại để phục vụ nhu cầu ăn uống, vui chơi giải trí của người dân. Khảo sát thực tế tại những điểm này cho thấy hàng hóa dịch vụ khá phong phú đa dạng, giá cả được niêm yết và giữ tương đối ổn định. Đầu vào thì ăn hơi cao một chút nhưng mà đầu ra là ổn định. Đầu năm thì cũng thấy phấn khởi, ngành kinh doanh thì ai cũng kỳ vọng này buôn may bán đắt để cho nó thu nhập kiếm thêm. Đầu xuân năm mới thì với lượng khách hàng hôm nay thì cũng rất là đông và nhộn nhịp. Chúng tôi cũng đã tăng cường nhân sự 100% để hoạt động để phục vụ khách hàng tốt nhất, và tất cả các thực phẩm thì chúng tôi cũng đã làm với nhà cung cấp mang đến chất lượng uy tín nhất để phục vụ khách hàng. Trong thời gian tất cả những ngày lễ, ngày Tết thì chúng tôi cũng không tăng giá, giá rất là bình ổn. Sau kỳ nghỉ Tết là thời điểm lễ hội diễn ra trên cả nước, nhu cầu đi lại, tiêu dùng thực phẩm, ăn uống ngoài gia đình, đồ mua sắm phục vụ lễ hội đầu năm có xu hướng tăng. Do đó, các đơn vị dịch vụ thương mại trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đều đang chủ động nguồn cung hàng hóa tiêu dùng thiết yếu, chú trọng cung ứng những mặt hàng có sức mua tăng cao. Sở Công Thương Thanh Hóa đang phối hợp với các đơn vị liên quan, theo dõi sát diễn biến thị trường, kịp thời điều tiết, đảm bảo cân đối cung cầu, bình ổn thị trường. Bản tin tài chính thị trường xin được tạm dừng tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo được phát sóng định kỳ vào 12:35 các ngày thứ 2, thứ 4, thứ 6 và chủ nhật hàng tuần.